Giá tôm ngày mới ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại thủy sản Yến Duy. Vào ngày hôm nay giá tôm cụ thể như sau. Hiện tại size tôm 20 con 1kg giá 165.000, cộng trừ 1 con 5.000, 25 con 145.000 đã giảm 2.000 so với ngày hôm qua cộng trừ 3.000, 30 con 140.000 cộng trừ 1 con 2.000, 40 con 1kg 114.000, 40 con cũng đã giảm 2.000 so với ngày hôm trước cộng trừ 1 con 1.000, 50 con 104.000 giảm 1.000 so với hôm trước cộng trừ 1 con 500, 60 con 100.000 cũng đã giảm 1.000 so với ngày hôm qua cộng trừ 1 con 300, 70 con 104.000 đã tăng 1.000 so với ngày hôm qua cộng trừ 1 con 300, 80 con 1kg 97.000 cũng đã giảm 1.000 so với ngày hôm qua cộng trừ 1 con 200, 100 con 1kg hôm nay 89.000 cộng trừ 1 con 200. Vâng, và đây là giá tôm tham khảo trên ao bạc tại khu vực miền Nam Việt Nam. Giá tôm sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, ví dụ như số lượng, vị trí ao, ngoại hình tôm. Chúng ta hãy chia sẻ video để cho bạn bè anh em cùng xem để cùng nghiên cứu giá và an tâm sản xuất tôm nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi Thủy sản Yến Duy, là đơn vị cung ứng về giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản, thức ăn, lắp đặt ao bạc công nghệ cao uy tín làm nên thương hiệu. Xin chúc cho bà con vụ mùa thành công và trúng giá. Xin chào và hẹn gặp lại.